Tại vì nè, khi ăn cháo thì nó nóng á. Thầy nói với đạo là Dương là nên biết là tương đối mà thôi, là nó sẽ biết, chứ mình đừng có fix xe đó, hiểu không? Nói là để có một từ để gọi cái gì hay dùng nhiều, nó có cái tính chất đó, nhưng mà có khi nó biết qua âm biết mình yêu Dương cũng thành âm rồi, thành nó đừng có trong âm có Dương thở được tắt mắt nhiều đó, vì nó biến như vậy đó, nó đâu có ở yên đâu, nó cho miếng dầu cô lan đó, đâu bây giờ cũng vậy. Hãy bữa thì kiếm dầu quế thử nha, dầu quế, dầu tràm, ba cái dầu thì máy hot, quế tràm, hot gì đó, icy hot, icy hot, cỡ nóng nhất giờ, nóng là nóng nhất giờ, con gì rồi, hả? Này nó tốt nhất, cái này, dạ, tại vì nó trung bình thì nó không có nóng quá, trung bình đúng không? Mà nó trơn lắm, nó qua được kia nữa. Này mình kéo rồi mình nắm lại, tại cái này nó vừa hết bệnh mình nó vừa đã, nó sướng mà nó hả, nhẹ thở sao hay làm nhẹ thế, sợ có đau không có làm nhẹ, có đau này. Cái này nó giống như con chó gì mệt mạnh hơn, mình không có bị cày con chó cày. Rồi vậy đủ rồi, bây giờ mình vừa mở tay là mình ngưng. Không gì làm nữa. Đó mới được 40 câu rồi. Tại vì ông thấy chẳng nhảy thì mình sợ cô đau. Em đau cái này đây thôi. Đây nè. Bấm tay chắc nha, nhớ nha. Làm mình chắc ăn dữ á, chắc cú luôn. Nó ba nó chia đây hả? Nóng sực người trời ơi, trời ơi, nóng sực người trời ơi, nó ghê lắm, cho nên người nào lạnh mình kéo kéo mình nóng bức người luôn á. Cái đồ này là vũ khí, đây là hiện đại lắm, chứ đi giữ mà nóng lắm rồi, bây giờ nhẹ thanh nhẹ bây giờ không còn chứng chứng là mọi cái rồi, không còn chứng chứng là được rồi, ok. Thấy không, thấy không? Bây giờ ai đang đau lên tôi làm trước liền này. Lên, à mới. Coi là mới. Nãy giờ có nghe thầy giảng không, có thấy không? À đấy, chịu rồi. Cái gì cũng có cái mới, bây giờ thì cũng biết thôi, thầy đang muốn ăn quá. Em vươn vào mình nó lái giống như... Rồi, đây, lái bên này phải không? Đây. Đó. Thì cũng dễ lắm, cái này rất dễ, đau làm đó à. Nhưng mà cái này làm em chứ nó không có bị gì. Biết nãy gì cô nói vậy? Cô nói cô đau đây thì biểu cô em đừng tắm đêm đi nha. Nó nói đúng rồi, em tắm đêm hoài. Tắm đêm thường nó nói ở đây, nó nói ở đây. Tắm đêm thường ấy, đi bác sĩ chữa không được. Vì bác sĩ tưởng phổi, chụp hình thấy gì? Không biết cho thuốc gì, bèn cho thuốc trụ sinh. Cũng mới trầm viên ra hết rồi. Tại vì tắm đêm nó lạnh nó đóng ở đây nè, lạnh nó đóng ở trong cái vùng phổi trên này nè. Nó sẽ nói điểm này, cả này. Cho nên người Việt Nam hay nói em, Việt Nam hay nói nữa. Với người Nam mọi cô gái đó là người Việt Nam. Vì trời đực á, trời đực thì mình mới tắm đêm. Thì mình đâu có biết mình tắm đêm là hại, tại vì mình thấy, tôi tắm rồi, mình nóng mà. Nước nóng nhưng mà khi bạn lên rồi đó thì nó thành nó lạnh. Tại vì nó bám vô da thì da phải lạnh chứ, rồi vô nhà có tiền đó thì ở máy lạnh đúng không? Và còn bật máy thì nó lạnh con người mình. Tất nhiên bây giờ tắm buổi sáng ít bệnh, tắm buổi tối nhiều bệnh. Thì mình chỉ vệ sinh những gần vệ sinh thôi, đúng không? Vậy thôi.
được ra được, nhưng mà vệ sinh kỹ nơi gần vệ sinh. Thầy nói á, sống lâu hơn ở sạch. Con cậu con gì nha. Bây giờ thằng muốn sống lâu hơn cũng ở sạch phải không? Tại vì có con thầy nói câu đó là cũng như gian như vậy này, chỉ cần có con một người cũng sống lâu hơn ở sạch. Còn giống chị cũng biết mình sống lâu hơn ở sạch vậy, rốt cuộc phải sống lâu tốt hơn. Tại vì con nhỏ đầu quê, con nhỏ đó nó bỏ như này bò lắm quá, cái nó mà nó mạnh lắm, bò nó nhỏ dài dao á, vòng ngoài yếu siêu, xanh yếu siêu ha, bị nó đề kháng tốt vậy đó, nó nhiều người nó dơ quá, ai được dơ quá thì mình hoài rồi, nói cái chuyện bệnh thôi. Em thấy nóng rồi. Không không không. Ủa, cái này tức là nóng cái này á. Mở có mấy phút cho mấy.